trang rất là lạ, đẹp và rất là mạnh mẽ. Và Hằng cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà dìu dắt các em. Một trong những điều thú vị nhất trong cuộc thi Việt Nam Next Top Model Người Mẫu Việt Nam năm nay đó chính là thử thách mà chúng tôi đã phải dùng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge Plus để thực hiện phần thi này. Các bạn thí sinh đã tương tác với tôi như một cái buổi chụp hình chuyên nghiệp khi mà tôi sử dụng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge Plus, khả năng bắt hình nhanh và có thể chống rung đã hỗ trợ tôi rất là nhiều trong cái quá trình thực hiện cái phần thi đó. Tất cả các thử thách từ đầu chương trình tới giờ, có lẽ cái thử thách mà có lẽ là tôi khó quên nhất đó là thử thách quay một đoạn TVC quảng cáo cho dòng điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Đi đến chặng đường này thì tôi không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tất cả các bạn thí sinh đều rất là cố gắng. Sau cuộc thi tối nay, mọi người sẽ đón nhận quán quân của chương trình Người Mẫu Việt Nam 2015 một cách nồng nhiệt nhất. Đúng với khẩu hiệu của chương trình là Keep Moving, không ngừng chuyển động, thì tôi sẽ luôn luôn cố gắng tiếp tục đi tiếp trên con đường thời trang của mình, và tôi sẽ không bao giờ nghỉ mệt, bởi vì tôi biết rằng là tôi cần phải thay đổi thành công.